24 tuổi rồi, chữa nhược thì được không? Cái vấn đề này thì gần như là Tôn Nắng đã nói rất là nhiều ở các cái buổi livestream khác cũng như là trong một số cái video của Tôn Nắng rồi đúng không ạ? Thì cái độ tuổi này chúng ta gọi là cái độ tuổi trưởng thành rồi, của người lớn rồi ấy, thì cái khả năng để chúng ta có thể điều trị được nhược thì mà có hiệu quả tốt ấy, có hiệu quả cao ấy, thì gần như nó rất là khó. Còn đương nhiên là nếu như mà đặt ra một câu hỏi là còn chữa được không, nhưng mà cái mức độ chữa được thì nó được khoảng bao nhiêu phần trăm chẳng hạn, thì ở độ tuổi người lớn thì các nghiên cứu ở nước ngoài thì người ta cũng đã nghiên cứu và người ta cũng đã chỉ ra rằng là vẫn có thể cải thiện thị lực ở người lớn nhé. Điển hình ở một số trường hợp thì vẫn có thể cải thiện thị lực lên được khoảng là 2 dòng ở người lớn đấy. Nên là tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta có thể cải thiện được nhiều hay không ở người lớn thì nó là một cái vấn đề rất là khó để trả lời, rất là khó, bởi vì nó sẽ có 2 nguyên nhân chính. Một là cái hệ thống thần kinh thị giác của chúng ta gần như là nó đã hoàn thiện rồi, và ở người lớn thì cái khả năng mà thay đổi hay sinh ra những cái kết nối, những cái liên kết thần kinh mới của chúng ta sẽ khó khăn hơn so với trẻ em. Thứ hai nữa là cái vấn đề việc mà chúng ta tuân thủ, và chúng ta có thể tuân thủ cái phác đồ điều trị, nghĩa là ví dụ như bởi vì người lớn có rất là nhiều công việc và có rất là nhiều hạn chế liên quan đến việc điều trị, ví dụ yêu cầu chúng ta bịt mắt cả ngày chẳng hạn, hay 8 tiếng một ngày, hay 6 tiếng một ngày chẳng hạn, thì cái việc đó nó rất là khó với người lớn. Thứ hai nữa là yêu cầu người lớn chúng ta là có thể chúng ta tập những bài tập để 3 tiếng 4 tiếng một ngày, thì chính vì những cái công việc hay là cuộc sống của chúng ta không cho phép chúng ta có thể làm được những cái vấn đề đấy, thì đấy là cái yếu tố thứ hai mà cản trở cái việc là ở người lớn chúng ta điều trị có hiệu quả hay không. Tuy nhiên thì các bạn cũng cũng có một cái niềm tin là đã có những trường hợp mà có hiệu quả ở người lớn rồi, và người ta đã nghiên cứu cụ thể rồi, nên là chúng ta nếu như mà có động lực đủ lớn ấy, và có khát khao là mình có thể muốn là cải thiện cái thị lực của mình, và mình cần phải biết là cái mức độ cải thiện có thể là nó chỉ dừng lại ở một cái mức độ là vừa phải thôi, thì các bạn vẫn có thể bắt tay vào để chúng ta có thể tập và cải thiện thể lực của mình mặc dù là tuổi đã lớn nhé. Tuy nhiên thì cái mức độ hiệu quả của nó sẽ không được cao hẳn đâu, không được cao lắm đâu, được chưa?